Mời vào. Ra chủ tịch, đây là toàn bộ tài liệu anh cần ạ. Thôi được rồi, cô đi ra ngoài đi. Khi nào ký xong, tôi bảo cô vào. Dạ thôi, em đứng ở đây chờ được ạ. Nhìn lúc chủ tịch làm việc, trông cuốn hút lắm. Mời vào. Anh. Sao em lại đến đây? Dạ, em chào chị ạ. Chào em. Em mang cơm trưa đến cho chồng của mình mà không được à? Không phải thế, anh sợ em mệt nên là... Anh chị cứ tự nhiên nhá, em xin phép ra ngoài. Có gì thì chủ tịch cứ gọi cho em ạ. Ừ, vậy em ra ngoài lấy cho vợ anh cốc nước nhá. Vợ anh đi đường chắc là khát nước rồi. Dạ vâng, em xin phép ạ. Em nấu nhiều món mà anh thích đấy. Cảm ơn vợ nhiều nhá. Người ta rõ xinh đẹp thì không thèm để ý, lại đi yêu với lấy một đứa rõ là quê mùa. Mai em lại mang cơm tiếp cho anh nhá. Dạ, nước của chị đây ạ. Chị cảm ơn, làm phiền em rồi. Không có gì đâu ạ. Được phục vụ anh Cường là niềm vinh hạnh của em mà. Dạ thưa chủ tịch, theo lịch trình thì tối nay lúc 7 giờ anh sẽ bay vào Đà Nẵng để gặp đối tác. Anh có cần em chuẩn bị gì cho không ạ? À, không cần đâu. Quần áo thì có vợ tôi chuẩn bị rồi. Tôi nghĩ là cô nên chuẩn bị kỹ các bản báo cáo để cuộc gặp gỡ thành công tốt đẹp. Anh yên tâm, nhất định em sẽ chuẩn bị kỹ càng. Em sẽ không để anh thất vọng đâu ạ. Tốt. Em xin phép ạ. Để em xem, tối nay anh có chống đối nổi em không? Chào chị. Trong khi chị đang buồn tủi ở nhà thì tôi và anh Cường lại có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Tôi khuyên thật, chị nên từ bỏ và trả lại sự tự do cho anh Cường đi. Anh ấy đã chọn tôi rồi. Bây giờ chúng tôi đang ở công ty, chỉ một lát nữa thôi, tôi và anh Cường sẽ được ân ái bên nhau hạnh phúc. Chị chỉ là người thừa thôi, nên biết thân biết phận tự rút lui đi. Chuyện gì đấy? Không thể nào có chuyện này xảy ra được. Anh gì ơi, anh có sao không ạ? Tôi không biết nữa, nhưng mà tôi thấy choáng váng quá. Chắc là anh bị tụt huyết áp rồi, để tôi gọi người nhá. Anh làm cái gì đấy? Bỏ ra đi, bỏ tôi ra. Thiên An, giữa ban ngày ban mặt em làm gì ở đây vậy? Đây là công ty anh đấy. Em đến công ty tìm anh, sau đó gặp anh đang tụt huyết áp ngã ở đây, chứ em không quen biết gì anh ta cả. Giờ thì cô nói gì chẳng hay, bằng chứng rành rành thế này mà cô vẫn còn cãi à? Cô, hai người gian díu với nhau thì tìm chỗ nào kín đáo mà ôm ấp. Đây là trước cửa công ty anh Cường, hai người không biết xấu hổ à? Cô im đi, cô biết cái gì mà nói. Anh phải tin em. Em với anh ta không quen biết gì cả. Thiên An, sao em lại nói như vậy chứ? Em nói là nhớ anh, còn nói là sẽ bỏ anh ta để theo anh. Vậy sao có mặt anh ta ở đây em lại phụ với anh như thế? Em chiêu đồ tình cảm của anh đây à? Này, anh nói linh tinh cái gì đấy? Tôi có quen biết gì anh đâu. Anh ăn nói cho cẩn thận vào đi. Thiên An, em nói là sẽ bỏ anh á? Không, em không quen biết gì anh ta cả. Sao mà em có thể nói những điều vô lý như thế được chứ? Anh phải tin em. Anh Cường, em nghĩ là anh nên xem xét lại vợ của mình đi. Lúc nào cũng tỏ ra chu đáo, ân cần rồi yêu thương chồng. Nhưng mà em nghĩ đó chỉ là một vở kịch chị ta dựng lên để lừa gạt anh thôi. Còn sau lưng anh thì anh bị cắm một đống sừng đấy ạ. Cô im đi, cô biết gì về tôi mà cô nói như thế? Anh phải tin em không làm gì có lỗi với anh cả. Thiên An, sao em lại đối xử với anh như vậy chứ? Chúng mình có tình cảm với nhau là sai à? Bây giờ có chồng em ở đây, em hãy nói sự thật cho chồng em biết đi. Anh đừng có nói gì nữa. Anh có biết là anh đang làm rạn nứt tình cảm gia đình tôi không hả? Anh đi đi. Anh Cường. Anh Cường. Thiên An. Thiên An. Cô
Cô gặp tôi có chuyện gì? Nói đi. Sao phải căng thẳng thế? Chắc là anh Cường đang hận cô lắm nhờ. Vì vợ mình cắm sừng ngay trước mặt thiên hạ thế cơ mà. Cô đúng là hèn hạ. Tất cả mọi kế hoạch là cô dựng lên đúng không? Chỉ vì cô muốn tranh giành anh Cường với tôi mà cô đã sỉ nhục và bôi nhọ tôi như thế. Tôi mà phải tranh giành với cô á? Cô đâu có biết, trước mặt cô thì anh Cường tỏ vẻ yêu thương, nhưng mà đằng sau lưng, người anh Cường yêu lại là tôi. Này, phụ nữ với nhau tôi nói thật, cô nên từ bỏ đi, càng sớm càng tốt. Cô nghĩ cô nói như vậy tôi sẽ tin và từ bỏ á? Tin hay không thì tùy cô. Đừng có cố chấp, không thì chỉ nhận lại đau thương thôi. Những bức ảnh tình tứ của tôi và anh Cường chắc là cô chưa tin đâu nhỉ? Thế thì để tôi gửi thêm vài clip nóng bỏng nữa cho cô xem nhé. Cô tầm thường thật đấy. Những bức ảnh cô chụp anh ấy đang say, tôi quá hiểu rõ anh ấy. Khi anh ấy say thì anh ấy chỉ lăn ra ngủ thôi, làm gì có chuyện vui vẻ bên cô được. Được, cô tự tin rằng mình hiểu chồng mình quá nhỉ? Thế tại sao cô không tự nhìn lại bản thân mình đi? Xinh đẹp thì không bằng tôi, tài giỏi thì khỏi phải nói rồi. Một con quê mùa như cô chỉ biết ở nhà chờ chồng từ sáng đến tối, không cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán à? Cô im đi. Tôi nói cô ngu cũng đúng mà. Chồng mình cặp bồ ngay trước mặt của mình mà vẫn tỏ ra thản nhiên như vậy. Cô im mồm được chưa? Anh Cường, sao anh lại đến đây ạ? Nếu tôi không ở đây thì làm sao biết được bộ mặt thật của cô chứ? Hạ màn kinh được rồi đấy. Anh nói cái gì vậy ạ? Em không hiểu. Tôi biết tất cả rồi. Cô nên dừng lại và xin lỗi vợ tôi ngay. Vợ anh cắm sừng anh như vậy mà anh vẫn còn tin cô ta à? Cô im đi. Tôi đã nghe được tất cả rồi. Anh đi ra đây, nhanh lên. Rồi, từ từ. Quá. Em đã nói với anh rồi là em sẽ tự chủ động liên lạc với anh mà. Thế nhưng mọi người nhìn thấy thì làm sao? Cho anh ít tiền đi, anh hết tiền tiêu rồi. Hôm trước em vừa mới đưa cho anh xong, anh tiêu rồi mà tiêu gớm thế. Có vài đồng bạc lẻ, nhiều nhặt gì so với vở kịch anh diễn cho em. Mà này, anh đóng giả làm người yêu cô ta, làm chồng cô ta tin, tức điên người ấy nhở? Tin sái cổ ấy chứ. Với cái bản chất lầm lì, ngu si của cô ta, chắc sẽ không kể cho anh Cường nghe cái vụ em nhắn tin rồi gửi ảnh cho cô ta đâu. Vợ chồng ngày càng lục đục, rồi sẽ dẫn đến chuyện ly hôn, không chừng. Nếu mà vụ này thành công, em phải thưởng cho anh ta to đấy. Anh yên tâm, em làm sao mà quên anh được. Đến lúc em có được trái tim của anh Cường thì khối tài sản kếch xù sẽ thuộc về em. Em sẽ không để anh thiệt đâu. Thì ra là vậy. Nhưng mà anh thấy chưa đủ đâu. Là sao? Em thông minh mà sao nhiều lúc em ngốc thế. Bây giờ em gọi điện cho con vợ nó, rồi dọa cho nó một trận, nói những câu như có sát muối vào trái tim nó ấy. Lúc đấy cô ta sẽ uất hận, buồn tủi, nhiều lúc sẽ trở lên chán ghét. Lúc đó anh đảm bảo với em rằng cô ta chỉ muốn bỏ quách cái thằng chồng ấy đi thôi. Hay, anh nói có lý. Alo, phu nhân của chủ tịch thân yêu của tôi đấy à? Bây giờ tôi đang có chuyện muốn nói với cô đấy. Không, phải gặp thì tôi mới nói được chứ. Bây giờ tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ, cô qua luôn đi nhá. Hẹn gặp lại. Ok, anh đi đi. Có gì em sẽ liên lạc cho anh sau. Ok em yêu. Thì ra là trò bị ổi của cô. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Sao? Cô còn gì để nói nữa không? Em... Trước mặt tôi, cô luôn tỏ ra thanh cao. Nhưng sau lưng tôi, cô có cả một màn kịch để hãm hại gia đình tôi. Anh Cường, thật ra là em quá yêu anh, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình em thôi. Cô yêu tôi á? Cô yêu tôi hay là yêu tiền của tôi? Từ ngày mai, cô không phải đi làm nữa. Cô chính thức bị sa thải. Anh không thể làm như thế với em được ạ. Em...
em đã cống hiến cho công ty bao nhiêu năm rồi, em không thể nghỉ việc được đâu ạ. Chính vì nể tình nên tôi mới dừng lại ở đây đấy. Nếu không, tôi đã cho toàn bộ công ty biết bộ mặt của cô rồi. Giờ cô có hai lựa chọn. Một là cô tự động rời đi. Hai là tôi sẽ cho công ty biết toàn bộ sự thật về cô, và cô vẫn bị sa thải. Anh đúng là quá đáng. Tôi quá đáng à? Thế hành động phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là không quá đáng à? Anh xin lỗi, suýt chút nữa đã để cô ta đạt được mục đích rồi. Nhưng mà sao em nhận được tin nhắn và hình ảnh từ cô ta, em lại không nói gì với anh vậy? Tại vì em tin tưởng anh. Em nghĩ là anh sẽ không làm những chuyện như thế đâu. Em càng không muốn anh suy nghĩ linh tinh vì những chuyện không đâu như thế, cho nên em mới giữ ở trong lòng. Không ngờ cô ta lại muốn đi xa hơn nữa, vu oan cho em đi ngoại tình. Em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, anh xin lỗi. Không sao, miễn là chúng ta vẫn hạnh phúc bên nhau là được. Cảm ơn em. Đúng là chỉ có sự tin tưởng mới giúp chúng ta vượt qua tất cả. Từ giờ chúng mình đừng xa nhau nữa em nhé. Mình về nhà thôi.